Xin chào các anh chị, cảm ơn các anh chị tiếp tục theo dõi video series trải nghiệm khách hàng. Vâng, có một cái slogan đấy là khách hàng chỉ trải nghiệm, chỉ trung thành với trải nghiệm của chính họ, họ không trung thành với thương hiệu. Vâng, chúng ta nghĩ rằng là họ trung thành với thương hiệu nhưng họ thực ra họ chỉ trung thành với chính trải nghiệm và lợi ích của họ thôi. Nếu họ còn lợi ích, họ còn trải nghiệm tích cực thì họ vẫn sẽ còn thích cái sản phẩm của bạn. Vâng, cái hành động và cái suy nghĩ trong não bộ của họ đôi khi rất khó nói. Video này thì tôi sẽ nói về chủ đề là dịch vụ khách hàng là gì. Vâng. Customer service. Thế thì ở đây đầu tiên là chúng ta hiểu là dịch vụ là những cái sản phẩm kinh tế bao gồm những cái việc dưới dạng lao động thể lực, quản lý, kiến thức, khả năng tổ chức, những cái kỹ năng chuyên môn nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh hoặc sinh hoạt tiêu dùng của cá nhân và tổ chức khác, được chưa? Còn theo ông Philip Kotler là một chuyên gia hàng đầu về marketing, và ông được coi là người đẻ ra học thuyết marketing hiện đại, thì ông cho rằng là dịch vụ là bất kỳ cái hoạt động hay lợi ích nào mà chủ thể này có thể cung cấp cho chủ thể kia. Vâng, và trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì hoạt động cung ứng dịch vụ thì hết sức là đa dạng và phong phú. Có thể là những cái dịch vụ tiêu dùng như là dịch vụ ăn uống, dịch vụ cắt tóc, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ sửa chữa nhà cửa, dịch vụ cung cấp dịch vụ giao thông vận tải, rồi thì dịch vụ giáo dục. Vâng, chúng ta có thể hiểu nôm na dịch vụ là những sản phẩm mà không thể cầm nắm được, không thể lượng hóa được, không thể hữu hình được. Thí dụ như là cái tai nghe này, thí dụ như là cái điện thoại này, đúng không ạ? Thí dụ như cái đồng hồ này thì nó là sản phẩm. Thế nhưng mà bây giờ tôi đi cắt tóc thì nó là dịch vụ. Tôi đi ăn uống thì nó là dịch vụ. Tôi đi nghỉ ở khách sạn, nó là dịch vụ. Tôi đi du lịch, nó là dịch vụ. Tôi bay máy bay, nó là dịch vụ. Tôi gọi Grab, gọi taxi, nó là dịch vụ. Đúng không ạ? Tôi tập thể dục, thể thao, thể hình ở một trung tâm bơi lội, một trung tâm gym, fitness. Tôi đi đánh boxing, vân vân. Thì nó là một dịch vụ. Tôi sửa chữa điện thoại, nó là một dịch vụ. Rồi thì tôi tư vấn qua điện thoại, nó là một dịch vụ. Tôi hướng dẫn bạn cách ăn uống cho nó tốt, cho sức khỏe, vân vân, nó là dịch vụ. Nếu bạn có nhu cầu về pháp lý, nó là dịch vụ, whatever, rất nhiều thứ, nó là dịch vụ. Mình có thể hiểu là nó không phải là những sản phẩm hữu hình mà vẫn đem lại giá trị, lợi ích cho các cái chủ thể khác, và khi mình trả tiền thì đó chính là việc mình mua dịch vụ. Vâng. Về mặt bản chất thì dịch vụ là một cái quá trình vận hành của các hoạt động, hành vi dựa vào các yếu tố vô hình, cái từ khóa nó phải là vô hình nhé. Vâng. Và nhằm giải quyết các cái mối quan hệ giữa doanh nghiệp với khách hàng hoặc là cá nhân với cá nhân. Ví dụ như thầy Phan Anh đào tạo cho các bạn, đó là dịch vụ. Các bạn đang xem video này ở trên kênh YouTube thì YouTube cũng đang cung cấp dịch vụ cho các bạn. Dịch vụ xem video miễn phí và quảng cáo miễn phí, nhưng mà người muốn mua cái dịch vụ quảng cáo thì lại phải trả phí. Quảng cáo cũng là dịch vụ, đúng không ạ? Vâng. Vâng, gắn liền với hiệu suất thành tích của mỗi dịch vụ thì là một cái giá trị nào đó mang lại cho người tiêu dùng, đúng không ạ? Là một cái quá trình mà nó diễn ra theo một cái trình tự nhất định, bao gồm các cái bước khác nhau. Và dịch vụ thì nó có những cái đặc điểm rất là cụ thể, ví dụ như là nó không thể lưu trữ, đúng không ạ? Nó phải phục vụ ngay. Chẳng hạn bây giờ cắt tóc, tôi không thể ship cái cắt tóc đó cho bạn, tôi cũng không thể lưu trữ cái cắt tóc cho bạn cho lần tiếp theo. Bắt buộc là hai bên phải diễn ra đồng thời, đúng không? Nó có những cái đặc điểm như vậy và nó có tính vô hình đó. Và dịch vụ khách hàng là một cái khâu rất là quan trọng, nhưng không phải là yếu tố duy nhất để giữ chân khách hàng. Và dịch vụ khách hàng thì nó không đồng nhất với trải nghiệm khách hàng. Mình có dịch vụ rất tốt nhưng mà vẫn có thể đem đến trải nghiệm tồi. Mình có dịch vụ không tốt lắm nhưng vẫn có thể đem đến trải nghiệm xuất sắc, trải nghiệm tuyệt vời, thậm chí trải nghiệm vô giá. Nhưng điều đấy nó chỉ là mang tính chất là cá nhân hóa, nó chỉ mang tính chất là nhóm nhỏ thôi. Còn thực tế một dịch vụ tốt thì sẽ có xu hướng đem đến trải nghiệm tốt, một dịch vụ tồi thì sẽ đem đến trải nghiệm tồi. Đấy là xét về mặt tỷ lệ thống kê. Vâng, nếu một dịch vụ tốt mà sản phẩm không tốt, đúng không ạ? Trải nghiệm của khách hàng trên sản phẩm không tốt. Dịch vụ cứ gửi anh ơi tuyệt vời lắm, anh cố gắng lên cho bọn em nhé. Nhưng mà sản phẩm thì vài 1-2 tiếng hết pin, nghe gọi phập phù,
nóng gian nổ tung máy lên thì tôi không thể ủng hộ sản phẩm của các bạn được, tôi không thể, được chưa? Đấy. Thế thì dịch vụ ở đây là toàn bộ những cái hoạt động tương tác hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình trải nghiệm khách hàng, trong suốt cái quá trình mà họ sử dụng cái sản phẩm hoặc cái dịch vụ nha. Bán dịch vụ thì vẫn phải có dịch vụ hỗ trợ, chứ đừng nói là chỉ có bán sản phẩm có dịch vụ hỗ trợ, được chưa? Đấy. Nó có rất nhiều những cái yếu tố để ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng, thì trong đó một trong những cái nhóm quan trọng nhất đấy chính là dịch vụ và dịch vụ khách hàng. Vâng. Dịch vụ khách hàng là toàn bộ những hoạt động tương tác hỗ trợ của doanh nghiệp tới khách hàng trong suốt quá trình trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng những nhu cầu mong muốn của họ. Được chưa? Dịch vụ khách hàng là các dịch vụ kèm theo để hoàn thành quá trình giao dịch marketing nhằm đảm bảo nhu cầu mong muốn của khách hàng được đáp ứng và được thỏa mãn. Đấy. Thí dụ như là con bạn đi học thêm thì nhà trường phải có dịch vụ là gì? Gọi điện con sao chưa đi học à, đúng không ạ? Con đã đi học về chưa? Con đã làm bài tập chưa? Con không biết làm, cô sẽ hướng dẫn cho con, hướng dẫn qua video bằng đến sớm đến muộn, ở lại cô dạy thêm, gửi bài tập cho con, cho con làm bài test. Đấy, thì cái việc đi học thêm là một dịch vụ, nhưng mà để cung cấp dịch vụ bổ trợ thì nó có rất nhiều các dịch vụ khác nữa, được chưa ạ? Chỗ để xe, rồi chỗ ăn, chỗ uống cho con, chỗ để giày dép cho con, phòng học phải điều hòa, phải mát, vân vân. Đấy. Đúng không ạ? Vâng. Đặc điểm của dịch vụ khách hàng thì nó có tính vô hình, đã nói rồi. Thứ hai là không đồng nhất nhá. Hôm nay tôi đi ra cắt tóc, có thể là cái thợ này nó đang cảm hứng nó cắt đẹp. Nhưng mà lần sau tôi đi cắt thì cái thợ này nó đang ốm yếu, mệt mỏi, stress, nó cũng cắt xấu của tôi đi. Đấy, rất khó. Nếu còn hàng công nghiệp sản phẩm thì nó có thể có tính đồng nhất cao. Tiếp theo là tính không thể tách rời là gì? Hai người, hai đơn vị là phải nhận được đồng thời. Thí dụ như là tôi dạy bạn thì bạn phải ngồi nghe và tôi là phải dạy, thì nó phải là đồng thời. Không thể cất giữ và không thể tích trữ, đúng không? Và cũng không thể chuyển đổi quyền sở hữu. Ví dụ có thể chuyển đổi cái gói dịch vụ, bây giờ tôi mua cái gói cắt tóc của bạn thì tôi cho người khác, thế còn cái dịch vụ cắt tóc thì tôi vẫn phải cắt đồng thời tại cái thời điểm đó. Đấy gọi là cái không thể chuyển quyền sở hữu, đúng không? Đấy. Muốn đo lường được cái chất lượng dịch vụ khách hàng như nào được là tốt, như nào được là bình thường, như nào là kém, nào được gọi là 5 sao, 4 sao, 3 sao, 2 sao, 1 sao, đúng không? Thì có một số những yếu tố đóng vai trò quyết định đến việc chất lượng của dịch vụ khách hàng là chúng ta cần phải lưu ý để chúng ta làm, để chúng ta cải thiện, đúng không? Thứ nhất là tốc độ. Đấy, tốc độ là phải nhanh. Đấy, ví dụ như tốc độ giao hàng, rồi tốc độ xử lý đơn hàng, tốc độ xử lý bảo hành, hỗ trợ các giải quyết thắc mắc, vân vân. Đấy, rồi thì sự chuyên nghiệp, đúng không? Từ phong thái, lời nói, tác phong, cử chỉ, dáng điệu, khuôn mặt, cho đến cái khả năng, cách thức xử lý tình huống thật là nhanh và đáp ứng được cái lợi ích của khách hàng. Đấy, nắm bắt những cái tâm lý khách hàng và hiểu rõ về sản phẩm, về chính sách và những cái rủi ro có thể xảy đến nếu như mình không xử lý được khách hàng. Đấy, và sự hài lòng, đúng không? Sự hài lòng. Đấy, là những cái thước đo về sự hài lòng ở đây là ví dụ như là họ đạt được mục đích, đúng không? Đấy, rồi thì họ cảm thấy là họ nhận được giá trị. Đấy. Thí dụ như là khách hàng rất hay hỏi tôi là mỗi lần đi bảo dưỡng xe họ hỏi là anh có hài lòng về dịch vụ không? Thế thì bây giờ họ sẽ hỏi là anh đến này thì có người đón tiếp anh không? Bảo có. À, thế là được rồi. Anh đến có người cho anh uống nước không? Có. Anh đến có người ta dẫn báo giá cho anh chi tiết không? Có. Thì cái đấy các cái quy trình nó đều phải làm. Đấy. Rồi lời ăn tiếng nói của cái người nhân viên đấy có lễ phép, có chuẩn mực không? Bảo có. Thế thì tất cả những điều mà tôi vừa nói ra thì chứng tỏ là tôi đang hài lòng, tôi đang đồng ý với cái chất lượng dịch vụ mà họ đã cung cấp. Đấy. Thì cái sự hài lòng này nó sẽ thể hiện qua cái việc là mình cung cấp cái quá trình dịch vụ cho họ, chia thành nhiều bước nhỏ ra, các điểm tiếp xúc với khách hàng. Ông bảo vệ có chào hỏi anh không? Bảo có. Có chỉ cho anh chỗ để xe không? Có. Xe của anh có được rửa chữa lau chùi gọn gàng không? Bảo có. Rồi thì có tư vấn cho anh kỹ lưỡng không? Có. Tất cả các bước đấy đều có thì tôi rất là hài lòng. Thế nhưng phải sửa được xe cho tôi, xe phải ngon chứ. Tất cả có hết, ra đi đến cửa đi khạch cực cái hỏng, rồi quên không
đóng nắp dầu cho tôi, dầu chảy hết, quên không đấu điện cho tôi không lên được, thì rõ ràng là tôi tất cả những cái dịch vụ tuyệt vời đấy, nhưng mà cái thứ tôi cần là xe của tôi hoạt động tốt, cái điện thoại của tôi hoạt động tốt thì lại không làm được, thì cũng sẽ không bao giờ hài lòng được, đúng không? Đấy. Khách hàng là những cái yếu tố rất là quan trọng, đúng không? Nói về khách hàng thì chúng ta sẽ nói về phân khúc khách hàng, chúng ta sẽ nói về định vị khách hàng, chúng ta sẽ nói về chân dung khách hàng, chúng ta nói về sở thích, thói quen, hành vi của khách hàng. Chúng ta sẽ nói về cái hành vi tiêu dùng, cái xu hướng tiêu dùng đấy, của họ. Đấy, tất cả những điều đấy thì chúng ta sẽ kết hợp cùng với yếu tố vĩ mô, vi mô, và đối với sản phẩm chúng ta là chúng ta làm. Đấy. Trong các cái dịch vụ tư vấn thì hãy đảm bảo rằng là mình phục vụ được khách hàng mọi lúc mọi nơi, mọi thời điểm, và giải quyết được vấn đề của họ. Phải giải quyết được vấn đề của họ thì chúng ta đang cung cấp một cái dịch vụ tốt. Vâng. Dịch vụ khách hàng thì quan trọng và có vai trò ảnh hưởng lớn đến cái trải nghiệm khách hàng. Đấy, dịch vụ khách hàng là được thể hiện qua các luận điểm như là gia tăng sự hài lòng, gia tăng cái trải nghiệm, gia tăng doanh số bán mà doanh số mới, đúng không ạ? Gia tăng cái tỷ lệ tái mua bằng doanh số của khách hàng cũ, gia tăng hiệu suất truyền thông, họ sẽ đi nói hộ mình, đúng không ạ? Gia tăng khả năng cạnh tranh trong ngành hàng bởi vì mình được khách hàng đánh giá cao. Đấy. Ok, thì đấy là tôi nói về dịch vụ khách hàng. Và chúng ta bán sản phẩm thì chúng ta cũng phải cạnh tranh bằng dịch vụ, mà chúng ta bán dịch vụ chúng ta cũng phải cạnh tranh bằng dịch vụ. Đấy. Thế nên là chúng ta bây giờ phải xem xét lại cái dịch vụ mà chúng ta đang cung cấp cho khách hàng của chúng ta đã tốt chưa, có thể cải thiện được hay không, đấy, và có tốn chi phí hay không, có thể dùng những cái công nghệ, dùng cái yếu tố con người, dùng yếu tố quy trình, yếu tố cảm xúc để phục vụ khách hàng tốt hơn hay không. Thì tất cả những điều đấy thì các bạn phải suy nghĩ. Và nếu mà các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì cứ vui lòng comment trên YouTube, gửi Facebook, gửi Zalo cho tôi để tôi tư vấn và trợ giúp. Và nếu các bạn cần đào tạo, cần triển khai các cái dịch vụ về kinh doanh online, mạng thương mại điện tử và quảng cáo trực tuyến, livestream vân vân, thì các bạn có thể liên hệ với thầy Phan Anh. Tôi là giảng viên đại học và là chuyên gia về digital marketing từ năm 2018 đến nay, sẽ hỗ trợ cho các anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong video tiếp theo của series này. Vâng.